Thưa quý vị, tiếp tục là một phản ánh của khán giả có tên là Nguyễn Cường, sinh sống tại huyện Thanh Oai, thủ đô Hà Nội. Phản ánh về thực trạng là mương nước tại thôn Từ Châu, xã Liên Châu, Thanh Oai sau khi bơm từ sông Nhuệ vào đến người dân tưới tiêu kênh mương đã trở nên ô nhiễm và có mùi khó chịu. Cụ thể, phản ánh của khán giả này cho biết tại kênh mương ở thôn Từ Châu, xã Liên Châu, Thanh Oai, thời gian trở lại đây con mương có nước đen ngòm, mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe của người dân khi họ đi qua khu vực được biết khi mà nước từ con mương bơm vào các đồng ruộng quanh khu vực thì có mùi hôi rất khó chịu đã có trường hợp người dân cảm giác bị say do mùi khó chịu gây ra khán giả này cũng cho biết mương nước được bơm từ nước sông nhuệ để phục vụ việc tưới tiêu mỗi vụ làm đồng khán giả này mong muốn các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý thực trạng trên